lá sắt, cái cục gì bự ra. Trời ơi, bự dữ hả? Mà tính ra tôi thấy nhiều cái nó phi lý ghê. Sao? Tính ra nó có bấy nhiêu đây mà tôi nói là mỗi khi mà nó ăn vô là có thể là một cái thùng, gọi là thùng bê, em biết không? Biết. Thùng bê là nó cỡ 20 lít đúng không? Ừ. Mà thằng này giỏi lắm chừng 2 lít chứ nhiêu. Mà sao nuốt được hay ghê hả? Mà nó ăn được cái thùng bê tới 20 lít, nghĩ cũng ghê thiệt chứ. Thiệt, công nhận là hay. Tôi nói là ông hiểu là cái này là cái gì rồi chứ. Hiểu không? Cái bao tử hả? Đúng rồi. Chứ có cái gì mà ông thấy tí xíu mà nó ăn cả bính nhiêu đó không? Trời sắp đổ mưa rồi anh Khải, mình chế món gì để đề xuất, món gì để đề xuất đi. À, cái này là chế món gì để mình làm ra ra hả? Ừ. Thì mình cứ từ từ đi, đợi trời mưa để mình làm cho nó ấm ấm hơn. Đề xuất món bao tử độn tiêu. Không. Tôi nói ông mà bao tử là hầm tiêu nè. Ừ. Bao tử hấp nè, bao tử này xào này xào kia nè. Bao tử nấu lá giang. Đó, có luôn hả? Có. Tôi mới nghe luôn á. Nhưng mà tôi nói nghe là những cái món đó, cái thứ nhất là mình không có thời gian. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là lại tốn kém theo gia vị nữa. Đúng rồi. Đúng không? Còn theo tôi á, một cái bao tử mà làm cho nó, mà một cái đã bao tử rồi cái gì cũng ngon hết á. Đúng rồi. Ông ăn cái món này món kia cũng là từ cái bao tử đúng không? Ừ. Tôi nghĩ là giờ là luộc chấm nước mắm. Luộc chấm mắm thì ok rồi. À, nhưng mà cái bao tử á, có biết ông ăn ông có để ý không nha. Khoan khoan mình đổ ra. Tôi là một người gọi là chùm ăn bao tử. Con heo nó có một cái bao tử đúng không? Ừ. Tôi ăn hết cái bao tử á. Ừ, thôi thì sao? Nhưng mà con cá là cái này không biết ông có biết không? Đủ gì cơ? Hay để cái cửa đây tôi nói nghe. Cái bao tử á, cái phần nào ông ăn nó cũng giòn hết trơn á. Ừ. Đúng không? Ừ. Thì ông luộc xong ông rọ nước đá gì đó, chuyện đó tôi không biết. Miễn sao ăn phần nào cũng giòn, ông có làm cỡ nào cũng giòn. Riêng có một phần không giòn mà ông không để ý, với lại nó bị thâm đen. Phần nào bị thâm đen, phần nào giòn thấy cắn hết thì có nào thâm đen đâu. Nhưng mà khi mà ông luộc lên kìa. Anh có ăn bím heo đâu mà nó thâm đen. Ủa, bím heo thâm đen hả? Bím heo thâm đen. Tôi thấy nó màu hồng mà ta. Nó thâm đen rồi. À, thâm đen hả? Có nghĩa là cái bao tử này đúng không? Ừ. Ông đổ nước ngập lên. Ừ. Tại bao tử nó có cái đường đường lòng mà. Đâu rồi? Đây nè. Khi ông đổ nước ông luộc. Ừ. Khi mà nó sôi lên là cái bao tử ông nó sẽ nở ra. Cái nó phùng á. Ừ, bao tử chín. Nó phùng lên thẳng như chín là phải luộc phải chín rồi. Ừ. Khi nó phùng lên á là nó sẽ nổi khỏi mặt nước. Thì anh canh anh sôi anh đảo. Thì đó tôi lật qua lật lại cho nó chín đều, khi nổi mặt nước nó không có chín á. Ừ. Đảo qua đảo về. Nhưng mà nếu mà ông đảo hai mặt á thì ông ăn hai mặt nó sẽ dai và hai mặt nó đều đen. Ừ. Ông chấp nhận cho nó đen một mặt và nó dai một mặt. Ừ. Đó, nó là như vậy, hiểu không? Hiểu rồi. Bây giờ ông đi vô ông luộc đi. Tôi đi mua rượu. Luộc thì em luộc chứ. Anh yên tâm đây, tí em luộc á, bao tử của anh á không bị đen. Với lại là ăn nó không bị dai. Sao lại không dai được? Phải bao tử của anh sẽ trắng. Không, tôi thấy là có một phần đen. Hồi xưa là chúng ta không biết chiêu này, chúng ta sẽ áp dụng cái chiêu đó là khi luộc xong là chúng ta sẽ bao qua ngăn đá, cục đá đá đó, nước đá xong rồi mang đi luộc lại, lật lại nước đá, mục đích làm cho bao tử dai với lại nó không bị đen. Ừ. Hôm nay mình càng ngày càng thăng tiến thì học hỏi càng nhiều, thì chúng ta sẽ có một chiêu mới sẽ giúp anh khắc phục, không cần phải ngâm đá nữa. Mà nếu anh thích ngâm đá thì anh ngâm cho nó tốt hơn cũng được, không thích không ăn cho nó giòn hơn á. Đúng rồi, nhưng mà anh lười không cũng không sao. Cách để giúp anh luộc bao tử không bị đen nè, trắng nè, ăn giòn nè, thì nói đi làm đi. Đầu tiên anh cũng đổ nước như bình thường đi. Đổ nước đúng không? Đầu tiên mọi người cũng đổ nước như bình thường này đúng không? Anh muốn thơm thì anh cho củ gừng với vài củ hành lá vô. Hành lá muốn thơm thì cho vô. Nhưng mà ông thấy ông khi ông chưa luộc mà ông thấy nó phồng lên chưa? Em biết à? Đó, khi bắt đầu lắc nó chín nó phồng phồng nữa. Ăn nó dai đó. Đúng rồi, dai như miếng cao su. Mà đen. Ừ, như miếng cao su luôn á. Giờ miếng hai gừng đúng không? Hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người cách mọi người luộc nội tạng nó không bị thâm đen, ăn nó giòn, trắng, và với lại là khắc phục tình trạng khi mọi người luộc nội tạng là nước nó hay trào ra bếp. Ừ, cho vô. Cho đổ mắm rồi biết chưa? Anh thích đổ đổ tại vì khâu này khâu luộc ngon mà anh thích đổ vậy. À, muốn khẩu vị đúng không? Em sẽ chia sẻ cách anh luộc nội tạng nó giòn, trắng, ngon, không bị dai, với lại là không trào ra bếp thôi. Ok. Chưa, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi đó.
Ok, mọi người kiếm một cái dĩa này vừa bằng cái nồi á, anh úp lại. Chim thần thả vô đây. Gì vậy? Thả vô. Nếu có gì to hơn thì cho thì không được không sao. Rồi sao? Rồi anh cho lên luộc. Thì giờ tôi không hiểu lắm. Nó luộc. Nếu mà có dĩa to hơn thì cho nhỏ hơn cũng được, nhưng mà đừng nhỏ quá nó làm tình trạng lật á. À. Không biết làm lật. Rồi ok anh mở ra đi. Ủa là sao tôi không hiểu luôn nha. Cái mục đích của anh đại cái này lại á là làm cho màu chính nội tạng của anh á nó không có hở lên trên mặt làm cho đen. Với lại là khi anh ngấp xuống đây á nước nó sẽ ngập hết cái ghe làm cho thịt của anh nó giòn, nó không bị dai, giòn đều. Có nghĩa là nước, thịt luôn luôn nó nằm ở dưới. Còn cái phạm vi mà gọi là nó phì lên á. Thì nó cũng có độ, nói chung nó không có không khí đó, đúng không? Đúng rồi. Ra cái thịt nó sẽ không bị giòn, ấu bình. Không bị dai, không bị đen. Đồ mà để lát luộc chín nó đem ra ăn thử nha. Chứ tí anh ăn thử mình coi đó mà. Ok. Đồ mà thơm ghê trời. Thiệt mà. Rồi, mình ăn thử à. Rõ ràng cho nên nó có bị thâm, bị đen, với ăn nó có giòn không? Mọi người luộc cái này nó không. Ủa bị sao nó bị thâm đá, nó phồng lên nè, sao nó không bị thâm đá? Xong một cái, không bị thâm. Thứ hai, không bị chào. Thứ ba, để xem thử coi ăn nó có giòn hay không thôi. Ê, nhưng mà cái này mình luộc phải cẩn thận để nó bị cháy nha. Nè, nó có hơi bị cháy dưới rồi thấy không? Mà nó có một cái là nó không bị thâm nha. Bỏ vô đá. Đúng rồi. Đồ thơm. Mà cho vô. Cho vô. Luộc thử là biết. Ăn thử là biết. Đồ nhìn nó sao nó bị thâm ta, đáng lý nó phải thâm cái mặt trên chứ kìa vậy. Đồ mà thơm ghê trời. Thiệt mà. Rồi, giờ ăn thử à. Rõ ràng cho nên nó có bị thâm, bị đen, với ăn nó có giòn không? Nếu mọi người luộc cái này nó không. Ủa bị chào. Ủa sao nó không bị thâm ta, nó phồng lên nè, sao nó không bị thâm ta? Xong một cái, không bị thâm. Thứ hai, không bị chào. Thứ ba, để xem thử coi ăn nó có giòn hay không thôi. Ê, nhưng mà cái này mình luộc phải cẩn thận để nó bị cháy nha. Nè, nó có hơi bị cháy dưới rồi thấy không? Mà nó có một cái là nó không bị thâm nha. Bỏ vô đá. Đúng rồi. Đồ thơm. À, mà cho vô. Cho vô. Tuy nhiên mình luộc thử là biết. Ăn thử là biết. Đồ nhìn nó sao nó không bị thâm ta, đáng lý nó phải thâm cái mặt trên chứ kìa vậy. Ít bữa lát mình ăn á là mình dứt ba cái mỡ này bỏ đi nha. Bỏ đi. Bỏ đi nó không có ngon đâu. Nó kiểu như là nó mềm mềm kỳ lắm. À, thử nha. Đồ cũng nhìn thèm dữ trời. Này lát mình sắc sợi á. Chấm mắm cái rau đúng bà. Thôi cắt thử ở trong nó có ngon không ta. Tắt ra luôn này. Ngon rồi thấy không? Trục trong. Cái lòng mà cứ làm vậy là có gì. Mất khúc mà làm rồi. Đem ra chỉ cần để trong vòng 5 phút là hết rồi. Phải cắt qua tự cắt vậy không ta? Thèm liền không nha. Chỉ cần nhìn thấy bao tử vậy là thèm liền á. Nước mắm trong với ớt à. Không có giòn à. Ngon. Đó nghe nè. Mà nó giòn nha. Đó, để chia sẻ cho mọi người. Mọi người thích ăn nội tạng á, mọi người dùng cái chiêu này luộc rất là ngon luôn. Chú cha thật sự luôn. Chưa bao giờ mà nó không có mùi nữa chứ. Thơm ngon. Đó, ok, chia sẻ mọi người. Mọi người muốn luộc nội tạng lòng heo, bao tử heo nó ngon á, thì mọi người nên lấy đồ ập lại. Mọi người luộc thì nó giúp tình trạng là chống chào, trắng, giòn, không bị thâm. Ok, cho đăng ký bật chuông nha, hẹn clip sau.